Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezzy đây, tiếp tục với series của chuyện Học viện Mega Pokemon nha anh em ơi. Rồi thì chúng ta sẽ xem nào, ngày kỷ niệm nha, tôi cũng được tặng thêm một vài cái phần quà đấy. Úi xồ, vẫn kịp anh em nhớ, vẫn tìm kịp nhận 1.000 vàng, 1.000 game anh em ơi. Là tuyệt vời mà trời, nhận ngay khung avatar với 200 game anh em ạ. Thế là được rồi. Sinh nhật này là đang qua rồi sao ấy. Rồi chúng ta sẽ nhận thêm một đống đồ đẹp các kiểu, 2.610 kim cương anh em ạ. Gần Tết thì nó cũng sẽ có khá nhiều code mới anh em nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái tổng kết sự kiện là vote Pokemon bạn yêu thích, và chúng ta sẽ copy cái code này vào đây. Rồi chúng ta sẽ ấn vào gift code, ấn vào đây và mở ra cho có được thêm 500 kim cương anh em ạ. Tôi nghĩ sẽ có tầm hai cái code gì đấy. Tôi thấy có mấy cốt nữa, đó chính là vinh danh VIP 18 của cái server này anh em ạ. Rồi ok. Như vậy tôi đã lấy được hai cái cốt rất là ngon lành cành đào của chúng ta anh em. Ở đây nó sẽ để ở đây nhá. Rồi let's go, 500 game nữa, bản vẽ thiết kế các kiểu là điều, và shop giảm giá. Giá là phải phải mua cái kia mảnh ghép 10 game, 30 game. Mua cái gì bây giờ? Bây giờ tôi mua cái gì bây giờ? Gói mảnh đấy anh em. Không có con nước mà mình cần luôn. Lavista, Dialga, Palkia, Giratina, Saimin, để toàn con ghẻ. Toàn mấy con ghẻ anh em ạ, gói tài nguyên. Mua cái này mà mua bằng tiền anh em nhá. Lễ hội kỷ niệm, ok. Nhìn chung có sự kiện gì ra sự kiện đấy thôi, lâu lắm tôi không vào. Tôi sẽ ấn vào một cái ưu đãi này, rất là nhiều quà này, kim cương này, kim cương này, gói kỷ niệm miễn phí này, nhận miễn phí này, gói khuyến mãi này, ấn vào đây luôn, kim cương gói siêu khuyến mãi này, gói hàng ngày, gói hàng tuần, mấy cái gói khuyến mãi kia tôi vẫn chưa nhận xong, tôi ấn nhận thêm phát nữa là đẹp. Như này là quá ok con dê rồi. Ấn vào nhiệm vụ đây, ấn vào đây, ấn vào đây, hàng ngày chúng sẽ nhận kho báu nha anh em. Rồi anh em ơi, đã nhận xong quyên góp và xây dựng gui một lần. Rồi, ok nhận luôn, đã xong. Nâng cấp bất kỳ Pokemon nào đó khoảng 3 lần nữa là xong anh em nhé. Con này đi. Rồi xong rồi, ta đột phá. Đột phá thì đang thiếu mảnh. Rồi ok. Đột phá là anh em. Get go. Đồ trang sức của chúng ta sẽ nâng cấp lên khoảng 5 lần là đẹp. Kỹ năng tôi sẽ nâng một ít, nâng hơi nhiều nha. Vừa phụ bản hàng ngày một lần, phụ bản XP một hai lần ba lần ok. Tôi sẽ ấy vào đây luôn, thách đấu này, càn quét này, soda giải khát này, rất là nhiều thứ mà tôi cần luôn, phụ bản vàng cũng thế nhá. Đã xong anh em, chúng ta sẽ rút thẻ 3 lần. Rút thẻ 3 lần đã, từ từ mình làm xong một cái nhiệm vụ đã, xong rồi mình sẽ tính sau. Rehorn vàng đặc quyền này, xong rồi sức phẩm này, ok. Vàng tôi cũng sẽ rút thêm một phát nữa. Ai dám đập nhau với tôi tham gia vào trận chiến đấu trường 3 lần anh em. Đã đập cái này. Đã xong.
chúng ta sẽ vượt ải cái cốt truyện 10 lần. Đang ấy thì cứ có tin nhắn, anh em đợi mình một xíu nhá. Ôi trời, quét 50 lần hơi nhiều. Rồi anh em ơi, cho sẽ mua năng lượng nhá. Ui, tôi có thể mua 5 lần thoải mái luôn. Đợi tí. Đây, ok. Thức mà mấy lần gì đó. Chờ tao có cái đồng bằng lạnh giá đây. Ải khó à? Rồi, ok. Tôi sẽ nhận cái này luôn. Mở cái này ra. 1 2 3 4 5. Rồi, chúng ta đã nhận xong tất cả mấy cái đống này. Ấn nhiệm vụ. Game của tôi đã xong. Tôi sắp mắc cái thể lực rồi ấy kìa. Thật là vãi nồi luôn. Có cái gì nhỉ? Hạn giờ, hạn dùng gì không nhỉ? Nhận miễn phí game anh em ơi. Tôi đã có 30.000 game rồi. Thật sự là tuyệt vời, ông mặt trời luôn. Gói Groudon. Ok. Gói Giratina. Gói nâng cấp, gói đổi thưởng Carnival. Oh my god. Còn 4 tiếng anh em ạ, phải đổi game ạ, đầu tiên đổi game trước. Skin miễn có rồi ha. Đổi game đâu? Game đâu? Đổi vàng đổi làm gì? À đây game đây. Nice. Thế thôi. Đổi cái gì thì đổi. Khung avatar. Đổi gì ấy nhở? Danh hiệu không đổi được rồi. Skin vĩnh viễn thì tôi có cái skin đấy rồi anh em. May quá mình đổi kia vào cái là mình có tiền là 32.000 kim cương luôn. Thật là tuyệt vời mà trời quá nhỉ. Huấn luyện viên trở lại là tôi cũng sẽ có thêm những phần quà họ tặng cho chúng ta. Đăng nhập hàng ngày tôi cũng sẽ có một vài thứ mới mẻ. Cuộc gặp gỡ định mệnh, mở thế giới cái gì đấy tôi không rõ lắm. Team thì tôi đang hơi yếu anh em ạ. Nhưng chúng ta sẽ chơi lễ hội kỷ niệm. Đang chơi xem được cái gì thì chơi cái đấy thôi. Kỷ niệm thì chúng ta sẽ có cái hành trình với thử thách lòng dũng cảm đấm nhau các kiểu thôi. Ok. Đấm nhau anh em ơi, sẵn sàng chiến đấu. Mà đánh nhau anh em, băng quân đánh nhau. Trông hài vãi. Trông hài vãi cần nhái anh em ạ. Gần Tết chắc là sẽ có nhiều thêm nhiều sự kiện mới hay ho hơn. Ủa 90, chúng ta sẽ chọn random và nó đi đánh đập nhau anh em. Úi giời. Thắng được không? Tôi nghĩ là sẽ thắng được anh em. Có thể bỏ qua được không? Rồi nha. Rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.